Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tính của đồ vật nha. Đây là cái kẹo. Chà. Đây là kẹo cà phê sữa. Kẹo này là kẹo mềm nè. Này các bạn. Đó. Chúng này là thay đổi hình dạng của nó nè. Chà chà. À, đây là mềm nha. Chúng ta kẹo mềm nè. Chà, đây là kẹo mềm. Đây cũng thế, đây là kẹo mềm. Chúng ta để vào đây nha. Chà. Và đây, chúng ta có một cái kẹo cứng. Chà, đây là kẹo cứng. Đó. Kẹo này là kẹo cứng đây. Cứng này, chúng ta để bên này. À, móc một cái kẹo mềm ra để ăn này. Ngon ghê. Ồ, thật là tuyệt vời. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. À, đây là kẹo cứng. Bóc kẹo cứng ra để ăn nha. Ngon quá. Ôi, ngon quá. Ui, ngon quá. Và đây chúng ta có một quả bóng này. Bóng này là mềm hay cứng nhỉ? Mềm. Đấy. Quả bóng này mềm. Chúng ta có thể bóp để thay đổi hình dạng của nó rồi. Để vào đây. Chúng ta có một hòn đá này. Đấy, còn lá màu đen này. Lá màu đen mềm mới cứng các bạn nhỉ? Cứng đúng không? Chúng ta để vào đây. Lá thì cứng đúng không? Chà, chúng ta có một cái máy bay. Máy bay cứng hay mềm? Bóp thử xem nào. Cứng quá. Đấy. Máy bay này cứng này. Đó. Ta có một con chuột này. Con chuột đúng rồi. Đây có lẽ là con chuột. Mềm hay cứng nhỉ? Chúng ta thử xem nha. Đấy. Mềm các bạn ạ. Đây là con chuột mềm. Và chúng ta có một con mèo. Con mèo này mềm hay cứng? Mèo cứng. Mèo cứng. Nhấp nháy. Thế thì chúng ta để bên này. Chúng ta có một cái này. À, một cái thạch. Mềm hay cứng nhỉ? Mềm. Đó, chúng ta có thể bóp được. Bóp, bóp được. Để bên này. Chúng ta có một một cái đây một cái tàu hỏa cao tốc. Mềm hay cứng? Cứng. Tàu hỏa thì rất là cứng nha. Chúng ta để bên này. Chà, chúng ta có một cái bánh này. Mềm mới cứng các bạn nhỉ? Mềm đúng không? Mềm, bánh rất là mềm. Chúng ta để bên này. À, chúng ta có một cái này nữa. Chà chà. À, đây là cái để cho em bé uống sữa đấy nha. Mềm mới cứng nhỉ? Rất mềm các bạn ạ. Rất mềm là các bạn, em bé có thể uống sữa được. Mang để đây. Đó. Có một cái đèn pin. Đèn pin cứng. À, sáng quá. Chúng ta để bên này. Cứng chúng ta để bên phải. Mềm chúng ta để bên trái nha. Chúng
là có một hộp sữa tươi mềm mới cứng các bạn, mềm đấy, chúng ta có thể nặn được, làm thay đổi hình dạng nó được. Chúng ta để bên trái. Một chú bò sữa mềm mới cứng các bạn, cứng quá. À, để bên này, bỏ bên này. Chà, chúng ta có một chú ếch con màu hồng mềm mềm cứng. Đây là chú ếch con màu hồng rất là mềm nha. Chúng ta để vào đây. Và chúng ta có một, chà, một chú mèo Doraemon. Rất là cứng nha. Chú mèo Doraemon cứng, chúng ta để lên này. Đó. Chúng ta có một chú voi con. Đang yêu làm sao? Mũi của chú rất là đáng yêu nha, mắt này, à, chú rất là mềm. Ra để đây. Nó có một chú gà, chú đang gáy và đang vỗ cánh. À. Để bên này. Các bạn thân mến, vậy là hôm nay chúng ta đã học được các tính chất mềm và cứng của đồ vật. À, chúng ta phân biệt được thế nào là mềm và cứng rồi đúng không? Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.